mời đến với Mimin Tarot và ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn chủ đề đó là điều gì đang tới với các bạn, điều gì sẽ đến với các bạn. Chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3. Hãy giúp mình chọn một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất, xem là điều gì đang đến với các bạn nha. Mình sẽ cho các bạn thêm một chút thời gian để có thể lựa chọn xem đâu sẽ là cái tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Hãy lựa chọn thông qua trực giác của bạn. Nếu như trong trường hợp bạn không thể chọn được hoặc là khó chọn quá, bạn có thể nhắm mắt lại khoảng tầm 5 giây, sau đó từ từ mở mắt ra và chọn lấy một cái tụ bài mà bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Và trong trường hợp nếu như mà bạn đã làm cách đó mà vẫn không thể chọn được thì mình nghĩ rằng đây có thể sẽ không phải là tụ bài dành cho bạn. Và nếu như bạn mới biết đến kênh của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn chiếc chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi mà mình ra những cái video mới nhất nha. Ngày nào thì mình cũng sẽ ra video rất là đều đều. Hôm nay thì có lẽ là sẽ chỉ có một video thôi, bởi vì là hôm nay mình cũng, nói chung là cuối tuần thì mình cũng khá là bận, mình không có nhiều thời gian như là những cái ngày thường, nên là sẽ có trải bài này. Và nếu như mà được nữa thì có thể tối nay muộn một chút, hoặc là tối nay sẽ có, hoặc là như nào đó mình, nếu như mà mình sắp xếp được sớm thì có thể sẽ có cả dự đoán tuần nữa nha. Rồi dự đoán tuần mới á, thì hôm nay cũng là chủ nhật rồi thì chúng ta sẽ làm dự đoán cho tuần sau. 1, 2, 3 và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1 nhé. Thì các bạn đến với số 1, hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, vì đây là trải bài chung nên có thể đúng với bạn hoặc là không. Với cái tụ bài số 1 này, với câu hỏi là điều gì đang đến với bạn, thì mình thấy rằng là điều này nó không hẳn là một điều bạn mong muốn đâu, nhưng nó là một thứ mà nó sẽ phải diễn ra, bởi vì nó đóng vai trò như một cái bài test giúp cho các bạn biết là các bạn đang ở đâu và các bạn đang phát triển đến một cái mức độ như thế nào. Điều này có liên quan đến một cái nhân vật nào đó sẽ quay trở lại trong cuộc sống của các bạn. Người này và bạn phải nói thật rằng là có thể hai người, với một số trường hợp là các bạn đã có một cái mối quan hệ khá là sâu sắc với nhau. Có thể có những bạn đã yêu nhau từ rất là lâu rồi. Có những bạn khác là không hẳn là yêu nhau lâu, nhưng mà cái mối quan hệ giữa hai người ấy, nó đã đạt đến một cái mức độ khá là sâu sắc với nhau rồi, và các bạn cũng cảm nhận được cái mối nhân duyên đặc biệt giữa hai người đó. Nhưng mà khi mình thấy rằng là cái người này và bạn đã có thể vì một cái lý do nào đó mà nó đã kết thúc rồi, và cái thời điểm mà nó kết thúc ấy, nó là một cái cú sốc rất là lớn đối với bạn. Có thể là cú sốc lớn với cả hai, nhưng với bạn là chủ yếu, bởi vì bản thân bạn ấy, cái thời điểm đó có thể là bạn đã không đủ vững vàng và bạn có thể bị codependency, bị phụ thuộc vào cái mối quan hệ với cái người này. Đó, bạn bị phụ thuộc vào với cái người này, cho nên là khi mà cái thời điểm mọi thứ nó sụp đổ xuống ấy, có thể bạn đã rất là sốc. Bạn đã dường như là đánh mất bản thân của mình, và bạn đã phải làm rất là nhiều thứ để có thể đứng vững trên chính đôi chân của bạn và để có thể có được ngày hôm nay. Thì mình thấy rằng là cái khoảng thời gian đó là một khoảng thời gian nó phải nói rằng là kinh khủng, phải nói rằng là nó rất là khó khăn đối với các bạn. Các bạn cảm thấy như mình đã lạc mất cái tình yêu đó, và giống như là bạn đã phải mất thời gian để đầu hàng mọi thứ, để chữa lành và để giải phóng những cái vấn đề trong cái mối quan hệ đó. Và mình cảm thấy rằng là bạn bị phụ thuộc vào cái người này rất là nhiều. Sự phụ thuộc ở đây có nghĩa là gần như là một cái dạng nghiện ngập ấy. Bạn không thể buông họ, không thể chia tay họ, không thể như này như thế kia đó. Và bạn kiểu sẵn sàng chịu thiệt thòi chỉ để ở bên cạnh họ ấy, kiểu như vậy đó. Thế nhưng mà vì như mình nói là vì lý do nào đó nó đã không thể tiếp tục được nữa, và có thể nó đã diễn ra một cái sự buông tay nào đó ở đây rồi. Và sau cái sự buông tay đó, nó là cái cú sốc lớn đối với bạn ấy, thì bắt đầu các bạn có một cái sự chuyển hóa rất là mạnh mẽ. Mình thấy bạn học những bài học của riêng các bạn. Ở đây study không hẳn là một học tìm kiến thức đâu, có những bạn là đúng là các bạn đi học thật và các bạn sử dụng cái việc học như là một cái cách để mà các bạn quên đi những cái nỗi đau. Có những bạn khác thì cái sự học ở đây nó liên quan đến việc là học những bài học trong mối quan hệ tình cảm. Các bạn biết là có thể rằng là thời điểm đó khi mà bạn yêu họ, bạn đã không đủ tình yêu với chính bản thân của mình, hoặc là bạn coi họ giống như cả thế giới của mình, bạn coi tình yêu là thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình và bạn quên hết tất cả những thứ khác chẳng hạn. Tức là dần dần bạn sẽ nhận ra được rất là nhiều bài học. Hãy hiểu là trong một mối quan hệ tình cảm nó không chỉ có một bài học, mà nó có thể có rất là nhiều những bài học. Có những bài học to, có những bài học nhỏ. Và bạn sẽ có thể mỗi một ngày bạn đau lại cái nỗi đau đó là cách để bạn chiêm nghiệm lại và cách để bạn nhìn nhận lại cái bài học đó, những cái bài học mà bạn cần phải học ở đây. Thì mình thấy rằng là bạn thời điểm hiện tại đã đạt đến một cái mức độ là bạn chạm được vào cái con người bên trong bạn rồi. Bạn chạm được cái ngôi đền tâm linh này này, tức là bạn biết được con đường của mình là gì nhá, bạn biết mình là ai nhá, bạn lấy được cái cân bằng ở trong cái cuộc sống của chính bản thân của các bạn rồi. Và vì thế mà đây giống như một cái bài test. Bạn và họ sẽ có một cái cơ hội hội ngộ với nhau trong thời điểm sắp tới. Có thể là một cái sự sắp xếp tình cờ nào đó thôi. Có thể là họp lớp, hoặc là bạn cũng không nghĩ là bạn sẽ gặp lại họ.
Hoặc là tự dưng họ liên lạc, hoặc là bằng một cái cách nào đó như mình nói rằng có sẽ có một cái sự hội ngộ nào đó diễn ra ở đây. Và cái người này thì mình cũng nói luôn cái tính cách của cái người này. Thì trong mối quan hệ lúc trước thì mình không cần biết nha, nhưng mình có một cái cảm nhận về cái việc là cái người này họ có thể có chút khó tính này, và có thể là cái người này hơi có cái tính áp đặt người khác, và họ không dừng họ rất là khó để lắng nghe người khác góp ý kiểu kiểu như vậy. Và có thể lúc trước các bạn cũng cứ nhất nhất chiều theo họ, nhất nhất chiều theo những cái mong muốn của họ, cho đến khi mà họ cũng không thích bạn chiều thế cơ, nhưng không chiều thì cũng không được cơ, kiểu như vậy. Thì mình cảm nhận được rằng là cái người này đến cái thời điểm này họ cũng đã ở cái mức độ trưởng thành nào đó rồi đó, và có thể với một số trường hợp, hoặc có thể là cái người này sẽ có một cái lời ngỏ gì đó với các bạn là có thể làm bạn này, hoặc làm kết nối lại này, hoặc là làm cái gì đó này. Nhưng mình thấy các bạn rất là thẳng thắn và các bạn sẽ say no nha, các bạn sẽ nói không với cái người này nha, bởi vì các bạn đã cảm thấy rằng là tất cả những cái bài học các bạn học vừa qua nó đã quá đủ rồi, và bạn cảm thấy rằng là cái nhân duyên giữa hai người chỉ cần dừng lại ở cái mức độ đó thôi. Mình không thấy được cái sự thù hận của bạn nha, mình không thấy được cái sự thù hận, ghét bỏ hoặc là căm hờn hoặc là gì đấy với cái người này đâu. Có thể cái thời khắc mà hai người gặp lại nhau là bạn đã không còn có bất kỳ một cái sự căm giận gì với cái người này nữa. Có thể bạn vẫn còn sợ những cái nỗi đau trong quá khứ, nhưng mà bạn không còn hận người này nữa, bạn không còn thù ghét cái người này nữa. Và vì thế khi mà họ xuất hiện, có thể bạn sẽ gợn lên một chút gì đó trong lòng, nhưng nó không đủ, nó không nhiều, và nó không đủ để nối lại cái mối quan hệ này. Các bạn, bạn đôi khi là chúng ta gặp lại cái người này là cái cách để chúng ta soi chiếu lại chính bản thân chúng ta rằng là à, đấy, những cái khoảng thời gian mình khó khăn ấy, vậy mà mình cũng đã vượt qua rồi, để mình có thể vững vàng ngày hôm nay đứng ở đây và đối diện với cái người này không một chút nao núng, không một chút sợ hãi, không một chút thù hận, không một chút quan tâm hay là mảy may gì nữa. Có thể như mình nói, có thể sẽ có một chút gợn ở trong lòng, đấy là chuyện bình thường. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, những lần gặp sau hay là những càng về sau các bạn sẽ coi cái việc đấy nó là chuyện rất là bình thường và không hề có bất kỳ một cái gì đó hết đó. Thì mình thấy rằng là đây giống như là một cái lần mà các bạn ôn lại bài thôi, một lần mà thi cuối cùng mà vũ trụ đang đang test bạn xem là bạn đã vượt qua được cái chướng ngại vật này chưa. Và nếu như bạn vượt qua rồi, vũ trụ sẽ cấp bằng để bạn đi tiếp cái chặng đường khác ạ. Thì cái điều này á, mình thấy rằng là hãy hiểu là đôi khi nó là cái nhân duyên, nó chưa hoàn toàn cạn, nó chưa hoàn toàn hết. Nó vẫn cần có những cái sự tương tác, những cái sự giống như là những cái sự gặp gỡ ở đây, sự hội ngộ ở đây, để giống như nói chung là đại loại là hãy hiểu là tất cả mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó, kể cả cái việc của bạn có gặp lại họ ở đây, ngoài cái việc là bạn ôn lại này, bạn bài test cho bạn này để bạn biết là bạn đã vững vàng đến mức độ như thế nào này, là cái nhất. Cái thứ hai như mình nói là nó còn ở một cái cấp độ lớn hơn nữa về mặt kế hoạch của vũ trụ nữa, mà ngay cả mình và bạn không thể biết được. Thì mình cảm nhận được cái giai đoạn mà bạn đã khó khăn chật vật như thế nào, nhưng mà đến hôm nay thì mình thấy bạn rất là vững vàng. Bạn giống như bây giờ bạn giống như cái ngôi đền này, này đó, bạn chạm được vào cái ngôi đền, cái con đường lên từ bên trong nó rất là thiêng liêng, rất là tuyệt vời. Bạn khơi dậy được bên trong mình những cái mà các bạn trước kia bạn đã rất là có thể đã đánh mất hoặc là đã quên mất ở chính bản thân. Thì đấy là cái điều mà các bạn làm được sau cái mối quan hệ này. Ok. Nhưng mà mình thấy là nếu như mà người này có tìm cách để hội ngộ với bạn hay là gì đó ở đây đi chăng nữa, mình thấy các bạn cũng say no à? Vì có thể là các bạn không không còn muốn tiếp tục với cái người này nữa, và bạn đã thoát ra được khỏi cái sự codependency này rồi, sự phụ thuộc này rồi. Ok, thì đấy là số 1 ạ. Chúng ta Các đến bạn ơi, với tụ bài số 2. Tụ bài số 2 của chúng ta với câu hỏi đấy chính là điều gì đang đến với bạn. Hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, vì đây là trải bài chung nên có thể đúng với bạn hoặc là không. Điều gì đang đến với bạn ở tụ bài số 1 thì mình thấy ở tụ bài số 2 thì mình thấy rằng là mình thấy rằng là những cái điều rất là tốt đẹp sẽ tới. Đó có thể là cái sự đầy đủ nha, sự đầy đủ về mặt vật chất lẫn tinh thần nha. Có thể nó sẽ là một cái thời kỳ mà bạn sẽ cảm thấy là mọi thứ nó tương đối thuận lợi với mình, và cái mặt vật chất của bạn cũng sẽ được cải thiện một cách rất là nhanh chóng. Đây, các bạn thấy cái lá bài này không? Đó, và cái vật chất này này nó sẽ đến nhờ vào một cái tin tức nào đó. Có thể ai đấy, ví dụ như là bạn bạn trúng một cái quả gì đó này, bạn đầu tư của bạn thành công này, hoặc là bạn đầu tư của bạn thành công này, hoặc là
đại loại là bất kỳ một cái kết quả đặc biệt nào đó, một cái kết quả lạc quan nào đấy nó sẽ đến với bạn với hai cái lá bài rất là tích cực ở đây. Tuy nhiên ở đây thì cũng khuyên các bạn một cái điều như thế này, đấy chính là bản thân các bạn ấy hãy kiên định với cái mục tiêu của chính mình, đừng để cho những cái người xung quanh họ tác động nhiều quá đến bạn. Hãy hiểu như thế này này, chúng ta là con người, chúng ta có màng lọc, nha, có cái màng lọc nha. Nên là khi mà người ta góp ý cho mình hoặc người ta nói một cái gì đấy với mình phải lọc xem là cái đấy có đáng nghe hay không. Không phải cái gì mình cũng tiếp nhận vào trong người của mình đâu. Nó sẽ giống như cái câu chuyện đẽo cày giữa đường đó, là đẽo cái cày giữa đường, người này góp ý, người kia góp ý, và cuối cùng là đẽo không thể cày được. Đó. Nên là nếu như mà chúng ta để cho những cái mục tiêu của chúng ta, cái con người chúng ta bị nhào nặn bởi những cái người khác, mà mỗi người đâu có nhào nặn đến nơi đến chốn đâu, mỗi người nhào một kiểu đó, thành ra là bạn sẽ mất phương hướng. Thì đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều số 2 cũng không đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ bỏ qua toàn bộ những cái lời góp ý từ những người xung quanh, mà chúng ta hãy tiếp nhận nó, nhưng với một cái màng lọc của chính bản thân của bạn. Mình thấy rằng là trong trường hợp này của bạn á, là bạn bị dễ bị tiếp nhận bởi những cái người khác rất là nhiều, dễ gây ảnh hưởng và tâm trạng đến cho các bạn rất là nhiều ở đây. Nên ở đây nhắc nhở các bạn là các bạn phải kiên định với cái điều mà các bạn mong muốn là cái thứ nhất. Tiếp theo nữa ở đây mình thấy rằng là những người khác le ve hay là có những cái sự đồn thổi hoặc là nói bạn không ra gì này kia các thứ, đừng có quan tâm. Hãy coi những cái chuyện đấy nó nhỏ đây này. Giống như là cái con gấu này, nó có thèm quan tâm đến cái con chuột nhỏ nhặt đấy đâu, nó thật là không đủ đẳng cấp để mà quan tâm nha. Cái con này nó sẽ quan tâm đến những cái gì đấy nó to tát hơn, nó to lớn hơn. Đó, nên là đừng quan tâm đến những cái điều nhỏ nhặt. Bạn có năng lượng, thời gian dành vào những cái thứ mà nó xứng đáng với cái sự quan tâm đấy của bạn hơn. Mình thấy là thời điểm này á, các bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi, bởi vì thật ra là những cái điều này này, bạn sẽ phải chờ một thời gian là mới có thể tới được. Cũng có thể nó sẽ tới nhanh nhưng mà bạn vẫn phải chờ, chứ không phải là ngay ngày mai nó sẽ tới được đâu ha. Bạn vẫn phải chờ, bạn vẫn phải từ từ. Thì mình thấy rằng là đây, bản thân các bạn ở đây này, bạn mình thấy là bạn cần có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Mình thấy là sẽ có ai đó tới để mà nói một cái gì đấy và khiến cho các bạn khá là phân vân. Nhưng mà mình thấy rằng là bạn nên có một cái sự kiên định với cái mong muốn của mình, kiên định với cái con đường mà mình đi. Và đôi khi người ta đem đến cho bạn một cái điều gì đó, hay là một cái cơ hội, hoặc là một cái điều gì đấy ở thời điểm tiếp theo á, từ một ai đó ấy, bạn nên cân nhắc. Không, như mình nói là không phải cơ hội nào cũng tốt, và cũng không phải ai cũng sẽ đem đến cho bạn điều tốt đẹp đâu. Bạn phải cân nhắc, bạn phải kiên định. Và đây mình thấy sẽ có một cái nhân vật nào đó tới, và có thể là họ sẽ làm lung lay cái ý định của bạn, sẽ làm lung lay cái sự tập trung của bạn. Nên là bạn phải cẩn trọng, và nên là bạn phải bình tĩnh để xem là cái người này là ai, mục đích của họ đến đây để làm gì, và mình cần bao nhiêu phần trăm cái sự quan tâm cho cái người này. Ở đây chúng ta có lá bài đấy chính là hãy chú ý đến những cái dấu hiệu đèn đỏ ở đây rồi. Cho nên đây nó giống như là một cái chướng ngại vật mà các bạn sẽ cần phải vượt qua. Và sau khi mà bạn vượt qua ở đây á, thì mình thấy rằng là những cái thứ tốt đẹp này nó sẽ tới đây này. Đó có thể là một cái thư từ, tin nhắn, email gì đó nhá, nó sẽ được đem đến, và đó là một cái thứ rất là tích cực. Có những bạn đã chờ cái điều này từ rất là lâu rồi. Đó, có những bạn thì nhờ vào cái từ tin nhắn này nó sẽ đem đến cho bạn một cái cuộc sống rất là đầy đủ, trù phú ở đây. Một cái sự giống như là ở đủ ăn đủ mặc đầy đủ ở đây. Bạn có thể thấy cái hình ảnh ở đây, nó đều là những cái hình ảnh hoa quả được lấp đầy ở dưới cái bãi cỏ đúng không? Đấy, nó biểu hiện cho cái sự rất là nhiều, và cái ánh nắng chiếu xuống ở đây nó cũng phát sáng lên luôn ấy, giống như là vàng vậy. Đó, rất là nhiều hình ảnh của những cái sự tia sáng nó sẽ diễn ra. Nhưng mà trước khi để mà được điều đó tới thì bạn sẽ phải vượt qua những cái cám dỗ, nên là hãy kiên định với mong muốn của bản thân. Mình sẽ rút thêm bài nhé. Thông điệp dành cho tụ bài số 2. Rồi, tiếp theo nữa là không được để cho ai xúc phạm bản thân của bạn nha. Đó, mình đã nói từ lúc nãy rồi là chúng ta có màng lọc, nên là chúng ta phải cân nhắc cái gì chúng ta nên tiếp nhận và cái gì không nên tiếp nhận. Bạn đôi khi bị để ý nhiều quá và bị overthinking nhiều quá vào những cái lời của người khác, trong khi đôi khi mình nói thật, người khác không sống cuộc đời của bạn. Họ đôi khi chỉ đến với cuộc đời của bạn và nói một vài câu sau đó là biến mất, nhưng bạn lại bị và để cho những cái lời nói đó nó ảnh hưởng đến bản thân của các bạn rất là nhiều. Thì thật ra cái điều này cũng rất là khó, bản thân mình cũng thế thôi, cũng rất là dễ bị ảnh hưởng bởi những cái lời nói của người khác khi mà chúng ta quá là nhạy cảm đúng không? Nhưng mà chúng ta phải từ từ học cách dần dần. Ok, chúng ta có thể khi mà chúng ta tiếp nhận và nghe những lời nói đó, chúng ta cảm thấy khó chịu, nhưng mà sau đó hãy cố gắng để mà không dành quá nhiều năng lượng cho cái sự khó chịu đó nữa. Đó, hãy hiểu rằng là gì? Tự khinh luôn.
tâm ban cho một sự không quan tâm luôn, kiểu kiểu như vậy đó. Và mình thấy là giống như không, cũng không được phép, giống như là cũng không cho phép ai xúc phạm đến bản thân của mình, hoặc là coi rẻ, hoặc là coi coi giống như là đánh giá thấp cái giá trị của mình. Ok, mình thấy là sắp tới sẽ có một cái khởi đầu mới đến với cuộc sống của các bạn, chưa rõ là cái gì luôn, nhưng mà nó sẽ khá là đặc biệt, khá là hay ho. Thank God. Cái lá thank God này này, nó có hai số 5, là số 5 năm. Số 5 biểu hiện cho cái việc của những cái sự thay đổi nó tới. Và có thể có những bạn là sự thay đổi lớn luôn. Nên là để ý đồng hồ này, để ý những con số xung quanh, có phải là dạo này sẽ thấy hay thấy 5 5 5 5 nha. Đó, thấy rất là nhiều số 5, 11 11 nữa. Nói chung là nhiều số 5 lắm. Ở đây chúng ta có lá 5 5 3, 5 4 và 5 5 này. Thì cái thank God này sẽ chính là cái thứ mà bạn bạn nhận được. Cái sự cảm ơn này nó sẽ chính là cái sự giống như là cảm ơn vũ trụ, cảm ơn bề trên đó, đó đã dẫn đường, đã chỉ lối cho các bạn và để cho các bạn có một cái cuộc sống tốt hơn ở đây. Thì đấy là số 2 gần với số Chào các 3. bạn, đến với tụ bài số 3. Đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là điều gì đang đến với bạn? Điều này mình nghĩ rằng bạn đã dự trù nó sẽ xảy ra rồi. Nói thật, nhưng mà có thể là bạn không tin. Ok, đầu tiên ở đây mình thấy rằng có một cái câu chuyện rất là rõ ở đây, là mình thấy bạn đang từ chối nhìn vào một cái sự thật nào đó. Cái sự thật này có liên quan đến mối quan hệ của các bạn. Và cái mối quan hệ này nó có thể là một mối quan hệ bạn bè nha. Mình thấy là nếu như bạn có làm ăn này, buôn bán này, hoặc là có một cái liên hệ đặc biệt nào đấy có liên quan đến mặt tiền bạc với một cái người nào đấy ở đây, đặc biệt là một người đàn ông. Hoặc là đây có thể là người sếp của bạn luôn, nhưng mà bạn có thể làm bạn với họ, hoặc là bất kỳ một cái gì đó. Nhưng mình thấy rằng là giữa hai người đang có một cái mối quan hệ nào đó đây, và cái người này có thể làm ăn kinh doanh buôn bán, hoặc là họ có một cái sự tác động đặc biệt nào đó đến mặt tiền bạc của bạn nha. Thì mình thấy rằng là mình thấy bạn từ chối nhìn vào cái sự thật này. Có nghĩa là bạn biết người này không ổn, bạn biết người này có vấn đề, nhưng mà các bạn không chấp nhận được cái sự thật là người này có vấn đề đâu. Đó, bạn không chấp nhận được cái điều đó. Và bạn sợ cái việc mà phải đào xới mọi thứ lên về cái người này. Bạn nghĩ rằng là thôi thà không biết còn hơn, thà giống như là khuất mắt trông coi còn hơn. Chứ bây giờ lôi ra rất là nhiều vấn đề ở đây á, bạn không có đủ dũng cảm để đối diện và giải quyết. Thế nhưng mà các bạn biết không, ở đây chúng ta có lá The Tower. Tức là cái chuyện này kiểu gì nó cũng sẽ bùng ra. Ví dụ như bạn nghi ngờ cái người này là đang làm ăn khuất tất, hoặc là bạn nghi ngờ cái người này là đang có cái điều gì đấy giấu bạn. Bạn biết đấy, nhưng mà bạn không có cố gắng để tìm hiểu, và bạn cũng không có giống như là bạn né tránh cái việc tìm hiểu về nó. Thế nhưng mà trong thời điểm sắp tới nó sẽ bùng ra nha, và mình thấy là bạn không thể tránh được đâu. Ở đây chúng ta có là broken heart nữa. Thì mình thấy rằng là cái việc này là việc nó phải diễn ra thôi, tức là nó là cái việc tất yếu thôi, bởi vì gieo nhân nào được gặt quả nấy thôi. Cái người này họ đã gieo một cái nhân rồi, thì chắc chắn đến một ngày nó bùng ra, nó nở ra, thì bạn sẽ phải nhìn thấy cái nhân đó, bạn sẽ phải nhìn thấy cái cây đó, phải nhìn thấy cái quả đó. Thì ở đây á, mình thấy rằng là người này đã làm những cái điều mà khiến bạn rất là tổn thương. Thậm chí có những bạn đã tổn thương trong suốt một khoảng thời gian rất là dài rồi, nhưng mà không có nói, nhưng mà giấu đi đó, hoặc là che giấu, hoặc là không, như mình nói là từ chối nhìn nhận. Thì mình thấy sắp tới đây bạn sẽ phải nhìn nhận được cái nỗi đau này, bạn sẽ phải nhìn nhận được cái thứ mà bạn ghét nhất, bạn sẽ phải đối diện với cái thứ mà bạn sợ hãi nhất. Nhưng mà ở đây á, chúng ta có một lời động viên rằng là hãy dũng cảm lên, hãy vượt qua cái nỗi sợ hãi này. Bạn giống như một cái cô gái đang bị dây dừng, đây là những cái nỗi sợ của bạn, nỗi sợ bị từ chối, nỗi sợ bị phát hiện ra sự thật, nỗi sợ không dám đối diện, nỗi sợ bị vụt mất một thứ gì đó. Đấy, có rất là nhiều nỗi sợ nó đang đè nén bạn và đang quấn lấy cái con người bạn ở đây. Thì mình thấy rằng là đã đến lúc để bạn buông bỏ những cái nỗi sợ hãi này, gạt bỏ nó, thoát khỏi nó và dũng cảm đối diện, nhìn nhận, nhìn thẳng vào cái vấn đề ở đây ha. Mình biết là các bạn, mình thấy là mình thấy mình cảm thấy bạn rất là kiểu giống như là khó để tin điều này, khi mà bạn đã, tức là người ta, như người ta nói rằng là người ta chỉ muốn tin những thứ mà người ta muốn thôi. Cho nên ấy, có thể có rất là nhiều người đã nói với bạn từ lúc trước rồi, nhưng mà bạn luôn gạt đi, bạn không tin, hoặc là bạn cũng nghi ngờ, nhưng mà bạn cũng cứ tự tự có những cái câu thần chú, hoặc là nói những cái gì đấy với chính bản thân của mình để bản thân của mình không có suy nghĩ và lo lắng nữa. Bạn thà sống trong một cái gì đó do bạn tin tưởng và tự tạo dựng ra còn hơn biết được sự thật, kiểu như vậy đấy.
Thế nhưng mà như mình nói rồi, sắp tới đây nó sẽ bùng ra thôi. Và mình thấy là cho dù muốn hay không muốn, bạn cũng phải đối diện để giải quyết, để dũng cảm, để thoát khỏi những cái nỗi sợ hãi này. Và mình thấy đây chúng ta có lá Free Yourself, nó nói về việc đã đến lúc để bạn giải phóng bản thân ra khỏi tất cả những cái điều này. Thật ra khi mà nó xảy ra á, khi mà cái chuyện này nó xảy ra, nó bùng lên á, mình thấy là nó cũng không đáng sợ như là bạn nghĩ đâu. Bởi vì là bạn suốt cái khoảng thời gian bạn khuất mắt trông coi đó, bạn tự bịt mắt bản thân của mình để không nhìn vào sự thật đó ấy. Trong lòng của bạn ấy, nó đã dần dần chấp nhận cái điều này rồi, tức là đã dần dần hiểu được là cái sự thật đó là cái gì rồi. Bởi vì như nhiều trường hợp, như nhiều nhiều bạn ấy là biết đấy, nhưng mà tự bịt mắt mình lại ấy. Nhưng mà bạn ấy biết rồi, trong đầu của bạn ấy biết rồi, những cái thông tin đấy đã được tiếp nhận rồi, thì nó đang nằm ở trong đầu của bạn ấy, không thể nào mà xóa nhòa được. Cho nên mình nói rằng là tự dưng có thể vào cái thời điểm khi mà nó bùng lên ấy, bạn giải quyết được vấn đề đó, bạn thoát khỏi nỗi sợ, bạn bùng lên, bạn cũng bùng lên theo luôn. Bạn quyết định giải phóng bản thân của mình khỏi một cái vòng lặp cũ nào đó, khỏi một cái hàng rào, khỏi một cái điều gì đó xoay quanh bạn, bao bọc bạn ấy, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, dễ thở hơn. Mình thấy có thể bạn có cái liên hệ công việc hoặc tiền bạc tài chính, hoặc là liên hệ kinh doanh gì đấy với cái người này, kinh doanh buôn bán hay là gì đấy với cái người này. Mình thấy là bạn gồng không nổi nữa, nên là nó mới bùng ra. Và ở đây chúng ta, như mình nói là cái lá bài Free Yourself này, bạn là một con ngựa một sừng, bạn rất là quý hiếm, bạn rất là tuyệt vời, nhưng bạn đang bị nhốt ở trong một cái giống như là một cái vòng tròn mà nó thực sự rất là hẹp, đứng còn không đứng được thì chỉ ngồi được cái kìa, đâu có đi, đâu có đi, đâu có chạy được đâu. Mà hãy hiểu là cái con ngựa, cái chân của nó lúc nào cũng phải chạy, đúng không mọi người? Đó, cho nên là mình thấy rằng là bạn đôi lúc ấy, bạn đang không được thực sự là chính bản thân của mình. Nên là cái tụ bài này mà rút từ một cái lá bài trong bộ cái lời chú thích từ vũ trụ ấy, kiểu gì cũng ra lá bài đấy, chính là hãy thuyết phục bản thân của mình chứ không phải là người khác. Nên là bạn sẽ là cái người cần phải thuyết phục bản thân của mình trước. Có rất là nhiều người như thế này nha, rất là nhiều bạn như thế này nha, mình cũng đã tiếp xúc với rất là nhiều bạn như thế này rồi. Giống như là cái việc từ chối nhìn vào sự thật ấy, bản thân mình lúc trước cũng là một người như thế. Và tức là mình thà không biết còn hơn, hoặc là mình thà nhắm mắt vào còn hơn ấy. Thế nhưng mà đến cuối cùng thì không thể tránh khỏi những cái sự bùng nổ nó diễn ra. Và vì thế sau đấy thì mình đã quyết định là tất cả mọi thứ mình sẽ vượt qua cái nỗi sợ hãi đó, đối diện với nó để giải quyết. Chứ mình không có chạy trốn nữa, không có khuất mắt trông coi nữa. Thì mình hy vọng là các bạn cũng sẽ làm được điều này. Và chuyện này thật ra nó là sớm hay muộn thôi. Có những bạn như mình nói là các bạn biết rồi đấy, các bạn đã dự trù được nó sẽ xảy ra rồi đấy, biết đấy, nhưng mà nó chưa xảy ra thì vẫn hy vọng một ngày nào đó nó sẽ không xảy ra thôi. Nhưng mà sớm hay muộn gì thì nó cũng sẽ phải phát sinh cái chuyện này. Thông điệp dành cho tụ bài số 3 nhé. Thông điệp dành cho tụ bài số 3. Bạn sẽ giống như là sẽ khá bối rối với cái tình huống đó và với mọi thứ khi mà mọi thứ nó diễn ra, nó bùng nổ lên như vậy. Nhưng mà mình nghĩ rằng là đến cái thời điểm tiếp theo ấy, mình thấy là khi mà bạn đứng ra để giải quyết và dũng cảm đối diện với những cái vấn đề và nỗi sợ hãi của bản thân ấy, sau đó ấy, các bạn sẽ có một khoảng thời gian cảm thấy rất là thoải mái. Giống như là mình biết thế mình làm sớm hơn, biết thế mình đối diện sớm hơn, biết thế mình giải quyết sớm hơn, để mình có thể có một cái khoảng thời gian được thực sự thoải mái và nghỉ ngơi. Bởi vì thật ra những cái chuỗi ngày mà bạn sống trong cái vòng tròn này này, bản thân các bạn cũng không hẳn được vui vẻ và hạnh phúc đâu. Đó, nên khi mà bạn quyết định ok, bứt ra, và khi mà bứt xong á, bạn sẽ cảm thấy mình rất là thoải mái. Chỉ có mất một khoảng thời gian đầu là nó sẽ khó thôi ha. Thì đấy là tụ bài số 3 nhá. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like đăng ký kênh mình nha. Bye.